oxen, cần oxen chúa, oxen chúa. Ghê chưa, quá kinh điển. Kinh điển đấy. Xin chào các bác, chào đón các bác đến với video mới tiếp theo của kênh các bác nhé. Giới thiệu với các bác một cây xanh quê, cây xanh quê rất là u biếu, nhìn nó như con ốc sên các bác, con ốc sên nhé, con ốc sên đây, cái vỏ đây và cái vòi nó ngóc lên đây, cái râu râu đại loại như vậy. Thì cái cảm quan ban đầu nhìn nó cảm giác như vậy. Nó là một cây xanh quê rất là già, u biếu rất là sạch sẽ mịn, u biếu rất là mịn. Đấy các bác nhìn, đây mặt này là mặt chính, nó thuận hơn, mặt thuận đây, mặt thuận đây. Thì trước khi mà cái cây này giới thiệu các bác là không phải của em nhé, cũng của một anh trai ở trên chung cư anh gửi cái. Cũng có một số cây anh muốn gửi nữa nhưng mà tôi cũng chưa qua chở được về giúp anh ấy. Chắc cũng phải để hôm nào ấm ấm, vì bây giờ chở sang thì nó cũng không có nhiều tác dụng. Đấy, thì ấm ấm thì chở, tôi sẽ sang tôi chở về. Đấy, các bác thì nó mới phát lên được. Đấy, về cái cây xanh quê này thì bóc dáng đẹp thì miễn chê rồi. Thế nhưng mà nói thêm một chút với các bác là đây là anh ấy trồng đất Nhật và lại trồng phôi các bác nhé, một cây hoàn toàn là cái phôi nhé. Dáng dấp thì ngon lành rồi nhưng mà cút kiếc tay chốt là còn đang phải nuôi. Thế thì trồng đất Nhật và cô và cái chậu của một cái cây hoàn thiện. Đấy, có nghĩa là coi như là cây đã hoàn thiện, cái khuôn chậu này và cái đất này nó phù hợp với cây hoàn thiện hơn các bác. Thế thì đây ví dụ như các bác nhìn là nhiều khi nó cũng góp ý trực tiếp nó cũng khó các bạn. Thì đây đất Nhật thì nó có lợi thế rất là nhiều, nó nhẹ, thứ hai là sạch, không có mầm bệnh thì ok đất Nhật được. Thì cái đất này thì thực tế là phải bón mạnh, vì đất nó chẳng có cái chất gì đâu, nó chỉ sạch và nhẹ thôi. Đấy, và nó rất dễ bị hở những cái đầu rễ này này. Dù các bác có tưới thường xuyên, có máy tưới có ẩm đến đâu thì nó cũng vẫn sẽ bị khô những cái đầu rễ này. Ít nhất là khoảng độ 30% vào bị khô những cái đầu rễ này. Mà những cái đầu rễ mặt lan này rất là quan trọng luôn. Sau nó làm thành cái bệ rất là đẹp. Nhưng mà nó lại bị khô. Đây, nó bị khô có hai cái điểm. Điểm rễ rất đẹp ở đây. Và một số những cái đầu hở này thì thực tế là rất khỏe và phải ăn được vào thì nó mới không bị khô. Mà cái đất Nhật nó lại dạng hạt, đâu phải bám vào là bám ngay được đâu. Đất thịt thì cũng có thể bám lan ngay được. Đất Nhật này mặc dù ẩm đến mấy thì nó vẫn là hạt này này. Đấy các bác nhìn, trồng lâu rồi nhưng nó vẫn chưa thể nào mà dính lại một cái mặt phẳng như của đất thịt được. Thế thì kinh nghiệm rút ra, nếu mà trồng đất Nhật thì trồng đến chậu xốp hoặc là một cái chậu thật to hơn, và nó phải cái miệng chậu nó phải cao hơn cái lượng đất phủ lên các bác nhé. Và cái lượng đất Nhật phủ lên phải kín được cái bệ này, sau này mình sành hoàn thiện mình chơi thì mới tưới ra tắm xong rồi dỡ nó ra dần thì nó hở đầu rễ thì để chơi thì sau, nhưng bây giờ con đang nuôi mà. Đấy là một kinh nghiệm như các bác nhé. Và cái thứ hai là để trên chỗ cơm nắng chung cư rồi. Các bác nhìn cái lá là biết, ngày trước lá nó đẹp này, các bác nhìn lá là biết rồi. Bợt Nhật, thứ nhất là bợt Nhật lá mỏng, cây không phát triển được, kéo dễ không khó kéo, kéo sẹo cũng lại càng khó. Cái thứ hai là cái đốt giữa các cái nhánh phân rằm với các cái nhánh là nó bị dài,
bởi vì nó cảm giác luôn thiếu nắng, nó luôn vươn muốn vươn để đón nắng thì nó bị dài, và nó dài thì thực tế là rất dài, nếu mà dài thì sau này xử lý phân chi và làm răm nó rất khó, vì cái khẩu độ mình mong muốn nó đến đây thì nó sẽ nảy mầm chẳng hạn, nhưng mà đến đây làm gì có mắt mầm mà nảy đúng không, thì lại phải lấy từ đây thì nó lại bị quá rồi. Đấy các bạn, nó khó lắm. Đấy thì có mấy cái điểm là nếu đã trồng phôi thì cứ vã thùng xốp hoặc là cái chậu nó rộng rộng chút. Còn các bác mà chơi chung cư mà muốn sạch sẽ luôn ấy thì vào chỗ ngon lành luôn là chỉ có chơi cái cây mà nó đã có cút tay cành nó ngon, cây đã cốt chậu cũ rồi, tay cành là chỉ xây dựng một cái chút mái nữa là xong, không có thì cứ vã cái hoàn thiện. Nếu mà mini thì lại càng phải nên chơi cây hoàn thiện các bác nhé, vì là mini nó rất là bé, đất cát nó ít các bác nhé. Và điều kiện mình chăm, nếu không ấy thì các bác phải chăm ở dưới nhà đất hoặc là ít nhất tầng thấp một chút các bác nhé. Đấy cho nên là các bác người chơi thì hạn chế mua phôi, phôi đẹp đến mấy thì đẹp, còn để dành cho thợ nuôi, nếu có mua phôi thì tay cút đàng hoàng rồi, bệ rễ đất cát nó ổn định rồi thì các bác nhấc lên nó khỏe, nó không bị phí cây các bác. Đấy là những cái chia sẻ rất chân tình. Bây giờ em sẽ lọc bớt cái cây này đi, bởi vì là những cái mắt mầm này thì thực tế nó còn non, nó chưa đến lúc cắt đâu, nhưng mà chắc phải nuôi lại ở cái khí hậu này thì sau những cái điểm cắt giật phía sau này mình mới lấy nó mới chuẩn được. Bây giờ dăm nó bị vươn, bị vươn cái khẩu độ đốt nó bị vươn dài quá và nó thực tế nó yếu các bác nhá. Thì bây giờ làm thì đấy, hôm tôi chở xe máy về nó sóc nó cứ rơi hết đất ra bên ngoài. Đấy, cái đất Nhật nó vậy mà, tưới lên mấy ướt thì làm sao mà dễ nó bám được, ít ra thì phải phủ một cái gì lên nó kín. Cảm ơn anh Trung nhé, hôm qua đến em đánh rơi bao thuốc anh em lại được hút. Còn hút quá đồ xuân. Thì hôm nào em sẽ sang em chở tiếp nhá, cứ bình tĩnh thì chở dần dần về, chăm dần dần xem là ở đây nó có hợp không. Các bác ạ, nếu nuôi mầm thở ấy, cây đang yếu thì nên nuôi những cái mầm thở nó thật to để nó kéo rễ là rất là mạnh. Nuôi một vài điểm, một ít thôi, nhưng mà nuôi nó vẫn là to. Cái này mua rất nhiều tiền đấy các bác, cực kỳ nhiều tiền. Tôi thì tôi không thích cái đất Nhật này, thực tế thì không thích cái đất Nhật.
lại một vài điểm nuôi. Quây nó quẩy. Cắt hết nó không bén dễ được nhiều. Đấy. Cành này các bác bỏ đi. Lúc đầu ý tưởng cho định để một cái bông ở đây để đỡ, nhưng mà không cần thiết. Cái chỗ này nó biếu nó đã khá là cao rồi, mà để một cái bông đỡ ở đây thì là không cần. Nếu mà lấy cái từ đây ra thì được. Cái cây này bỏ đi.
Đấy thì các bác. Mặt này là mặt chính các bác nhá. Chọn được mặt này mặt chính nhá. Các bác nhìn ra. Ok chưa? Đấy thì tôi sẽ xây dựng một cái đỡ nhẹ ở đây thôi. Một cái ngọn ở đây nhỏ thôi. Kiểu như là đèo một cái tử ở đây thôi. Những cái bông để hài hòa xung quanh thôi, thế thôi. Đỡ đây, không được quá cái này, không được quá cái biếu này. Đấy. Mấy cái này nuôi để thở thôi. Sau sẽ đây là tính là chi này của một cái khẩu độ từ cái đầu con ốc sên lên này. Này một chi này. Chỗ này mất tiếc quá. Hơi tiếc. Này mất hơi tiếc. Chắc sẽ xây dựng lại. Sẽ đánh làm sao cho nó ra đây một chút. Ra đây một chút và lấy ngọn lên đây thế thôi. Lấy ngọn lên đây. Không xây dựng nhiều các bạn. Chơi cái thân cốt thôi. Bông tán thì ấy. Đây. Và đây, ở đây. Dây dạ được. Còn cái bên này các bác nhé. Cái bên này biếu nó đang rất là cao. Cho nên có thể tôi sẽ không chơi bất cứ cái bông nào ở đây cả. Mặt sau, như là mặt sau đây. Đấy. Cái này nó khá là cao. Mặt sau. Để cái này thì để được. Cái này thì khá cao. Cái này thì có thể nuôi triển ra đây một đỡ một nhẹ một chút. Tạm thời thế đã các bạn. Này. Tạm thời thế đã. Được cái từ đấy rồi. Cái này sao bỏ đi. Không dùng cái này. Ngọn này rồi. Được cái chi thứ nhất của ngọn này rồi. Đấy. Cái này thì hơi bên dưới. Cái này không dùng được. Phải lấy từ điểm trên này. Điểm trên này ra. Hoặc là trên này ra này. Đây. Có một cái mầm đây rồi. Cái điểm này ra xong mới giật ngọn. Cái này dưới này sau bỏ đi. Nuôi cho nó to cái cổ này chút. Đấy. Thế thôi các bác. Hy vọng nó về cái khí hậu về mình nó khỏe được.